Dạ vâng, trân trọng chào mừng đến toàn thể các anh chị em và các bạn đã và đang theo dõi video ủng hộ trên kênh xe máy trân trọng của mình. Trân trọng xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống nha. Nếu các bạn đang quan tâm về chủ đề sửa chữa xe máy thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi và bật chuông thông báo nhận được thông báo mới mỗi khi kênh xe máy trân trọng của mình đăng video mới lên kênh. Và như thường lệ thì kênh xe máy chuyên học của mình chuyên chủ đề về hướng dẫn sửa chữa xe máy sẽ công chiếu video vào 20 giờ tất cả các ngày trong tuần, các bạn chú ý và đón xem. Hôm nay thì mình đã gặp một chiếc xe AB, tình trạng của xe là lốp trước bị xuống hơi. Tiện đây mình kiểm tra chỉnh sửa rồi là sửa chữa khắc phục, mình chia sẻ đến cho các bạn để khi tình trạng mà xe của bạn gặp phải như trong video của mình để các bạn có hướng khắc phục, xử lý và chỉnh sửa cho xe của các bạn. Thì với các bạn đang sử dụng tất cả những dòng xe mà sử dụng lốp không xăm như này, khi các bạn gặp phải từ lốp sau đến lốp trước xe của bạn mà bị xuống hơi, các bạn chưa rõ nguyên nhân, thì các bạn có thể là tham khảo video của mình và áp dụng. Cách kiểm tra thì các bạn sẽ bơm căng hơi của lốp xe của bạn lên này. Các bạn sẽ sử dụng cho mình một ít xà bông, các bạn sẽ hòa vào chậu hoặc xô như này nhé. Các bạn sẽ quyết đều xà bông vào lốp xe của các bạn. Với cái dòng lốp không xăm mà khi các bạn tìm kiếm chỗ thủng của lốp thì các bạn cần phải bôi xà bông như thế này thì các bạn mới tìm kiếm ra được cái chỗ thủng trên lốp để các bạn có hướng xử lý và khắc phục. Các bạn sẽ bôi đều vào lốp và hai bên mép lốp này, đồng thời là chân van. Các bạn bôi xà bông như này thì lốp chỗ nào thủng thì nó sẽ xì bọt ra, thì các bạn sẽ phát hiện ngay. Tình trạng là xe AB của hôm nay mình làm video, khi mình bôi xà bông để mình kiểm tra thì mình đã phát hiện là mép vành đã bị xì hơi như này. Đây các bạn chú ý nhé. Tình trạng mà mép vành mà bị xì hơi như này thì nó cũng có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến. Thứ nhất là do xe sử dụng lâu thì giữa cái sơn mép vành và cái mép lốp nó bị oxy hóa thì nó sẽ làm cho mép vành và lốp không kín, thì nó sẽ bị xì hơi ra đường mép vành, mép lốp như này. Hoặc là vành của xe bị cong vành thì giữa mép vành và mép lốp nó không còn kín hơi thì nó cũng sẽ xì hơi ra. Tiện đây thì các bạn kiểm tra đinh xem là có ghim vào lốp không. Các bạn sẽ cần kiểm tra đến mép vành của hai bên này rồi là lốp. Đồng thời các bạn sẽ kiểm tra luôn chân van. Đến đây thì các bạn cũng đã biết được cái nguyên nhân tại sao mà bánh xe lại bị xuống hơi. Khi các bạn cứ bơm được vài ba hôm thì nó lại xuống hết sạch hơi. Nếu như các bạn phát hiện như này thì các bạn cần phải đem xe ra tiệm sửa chữa xe máy để các bạn khắc phục, để thợ mở ra kiểm tra bên trong từ mép vành cho là mép lốp, hư hỏng phần nào thì sẽ khắc phục phần đó. Còn bây giờ mình sẽ tháo mở bánh xe ra để mình kiểm tra bên trong. Các bạn đang sử dụng cái dòng xe tay ga cho là xe số sử dụng lốp không xăm như này, khi các bạn kiểm tra mà các bạn phát hiện mà biết được cái nguyên nhân rồi thì các bạn cần phải đem xe tới tiệm nhé. Bởi vì cái dòng lốp không xăm này các bạn sẽ không tự chỉnh sửa tại nhà được, mà các bạn cần phải sự hỗ trợ của thợ. Ok, khi các bạn đã tháo được mở được bánh xe rồi thì các bạn sẽ tiến hành, các bạn sẽ xỉ hết sạch hơi trong bánh xe ra nhé. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình tháo mở lốp ra để mình kiểm tra cái phần bên trong.
Khi mình tháo mở bánh chia ra thì mình đã phát hiện bên trong của lốp đã đổ keo. Và quá trình mà bánh xe đổ keo lâu thì keo sẽ bị khô, sẽ làm cho giáp nối giữa mép vành và mép lốp không còn kín nữa, thì sẽ sinh ra cái tình trạng là bị hở hơi, sẽ bị xuống hơi liên tục các bạn nhé. Đây các bạn chú ý này, giữa mép vành và mép lốp keo khô nên là nó làm kênh lên, thì nó sẽ sinh ra tình trạng là không còn kín hơi nữa. Vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình vệ sinh từ vành cho đến lốp để mình khắc phục tình trạng mà bánh xe bị ra hơi. Các bạn sẽ sử dụng máy rửa xe áp lực cao để các bạn vệ sinh cái phần keo. Tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng giấy nhám nhé, giấy nhám mịn để các bạn chà sạch cái lớp keo mà nó bám vào trong hai bên mép vành như này.
Ok, như vậy là mình đã vệ sinh xong từ mép vành cho đến mép lốp hai bên. Đây các bạn sử dụng giấy nhám mịn nhé. Để các bạn dùng với nước các bạn chà sạch, chà mịn, chà bóng hai bên mép vành. Các bạn cần phải chà sạch và chà bóng mới khắc phục được nhé. Và đây, mép lốp của hai bên thì mình cũng đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Đây các bạn, mình đã vệ sinh mép lốp của hai bên. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình lắp ráp để xem là có khắc phục được tình trạng mà bánh xe bị ra hơi như trong video của mình đang chia sẻ đến cho các bạn không nhé. Khi các bạn đã hoàn tất và các bạn đã lắp ráp bánh xe xong thì các bạn tiến hành các bạn sẽ dùng xà bông như này để các bạn kiểm tra lại một lần nữa. Các bạn sẽ quét đều xà bông hai bên mép lốp. Đồng thời các bạn cần kiểm tra đến chân van luôn. Không còn ra hơi nữa các bạn nhé. Như vậy là video ngắn vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho các bạn cách kiểm tra lốp không xăm mà bị xuống hơi trên tất cả những dòng xe từ xe số đến xe tay ga như này. Và từ lốp sau cho đến lốp trước thì các bạn sẽ áp dụng cái cách kiểm tra như nhau. Thì anh em và các bạn xem video của mình, nếu như mà thấy hay và hữu ích cho anh em và các bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xin học xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công.